Hôm qua hôm nay thì có nhiều cân đi tìm hoặc là đi phân tích xem thử thầy Minh Tuệ đang ở đâu. Có những cân thì chỉ có vào cái cách giải mã, như cân Thanh Việt thì giải mã từ cái bức ảnh mà thầy làm chụp làm chứng minh nhân dân ấy, giải mã giống như tôi thấy giống như là thám tử Conan ấy. Từ cái cây rồi nó đổ bóng rồi bên nào rồi trồng cái loại cây gì rồi là sân xi măng vân vân. Thì đó là một cái trường phái gọi là trường phái giải mã nơi ở của thầy Minh Tuệ. Giải mã mà lấy cái ảnh làm chứng minh nhân dân làm căn cước công dân thì làm sao mà giải mã được. Rồi một cái trường phái thứ hai thì là đi tìm. Đi tìm thì có rất nhiều kênh TikTok gọi là TikToker hoặc là YouTuber đi sâu vào trong rừng ở Thừa Thiên Huế, và có người là đi vào rừng Bạch Mã đó, rừng Bạch Mã là ở trên trên đèo Hải Vân đó, để đi tìm thầy ha, để xem thì thầy đang ở đâu. Thì nói chung cả hai cách đó theo tôi thì cũng đều không thành công rồi. Riêng tôi thì có nhận xét là tổng quát là thế này, có nhận xét tổng quát là thế này nha. Cái thứ nhất là cái nơi ở của thầy phải là một khu không có dân cư, không có người qua lại, và có lẽ tốt nhất là ở trên núi. Đó là cái điểm thứ nhất ha, không có ở gần khu dân cư, cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai là thầy sẽ không tiếp xúc với người dân ở khu vực lân cận, cho dù là đi xa chừng 10 hay 20 km thì thầy cũng không đi. Kiểu như mà ở trên núi để mà xuống rồi xuống vào các cái xóm dân cư để mà xin cơm chay đó thì sẽ không có chuyện đó, bởi vì như vậy thì chẳng bao lâu thì người ta sẽ dồn đến cái chỗ đó. Do đó thầy sẽ không có ở cách đó mà thầy sẽ ở trên núi, ở một khu vực kín đáo, cũng có thể có một cái nhà nhỏ nhỏ để cho thầy ở, thầy tu. Nhưng mà lương thực thì sẽ cung cấp cho thầy đó. Lương thực sẽ được cung cấp là cho thầy, và sẽ có rất ít người biết được cái nơi đó, và cái nơi đó chỉ là những người có coi như là có trách nhiệm biết thì họ mới có thể biết mà thôi. Hình thức này sẽ không coi là ẩn tu mà là thầy ở một cái nơi bí mật, có thể tu tập, có thể làm bất cứ cái điều gì mà mình muốn, nhưng thầy sẽ không được tiếp xúc với bá tánh, bởi vì tiếp xúc với bá tánh là chừng trong vòng 10 ngày thôi chứ không không cần lâu. 10 ngày thôi là người ta sẽ ùn ùn kéo đến, tiếng lành đồn ra nơi này đồn qua nơi kia, và bây giờ bà con biết rồi, cái thời đại mà ai cũng có một cái mạng xã hội và ai cũng có một cái máy điện thoại gọi là smartphone, là điện thoại thông minh, có thể chụp hình được, dù xấu dù đẹp nhưng mà cũng có thể chụp hình được, và họ chụp hình hoặc là họ quay video đưa lên, thế là lộ ngay lập tức. Tôi nói không đến 10 ngày nữa đâu, chừng 3 ngày thôi, 3 ngày khi thầy xuống núi đi đến một khu dân cư nào đó, là đi, có thể là đi ngày hôm trước người ta chưa kịp lấy máy chụp nhưng mà ngày hôm sau thì bà con sẽ thủ máy sẵn ở đó đó. Thì ngày hôm trước là thầy đi bất ngờ quá chưa kịp chụp, thì ngày hôm sau người ta đã thủ máy dân cư ở cái xóm đó là đứng hai bên, đứng ở đầu làng
hoặc là đứng ở đầu xóm để chờ thầy đến rồi, và thậm chí không cần chờ cho chờ thầy đi đến từ một cái ngôi nhà nào đó, mà họ đã xách nước suối hoặc là cơm chay hoặc cơm hộp, họ đứng ở ở đầu xóm rồi, và Aleph cứ như thế là cho quỳnh thầy đưa lên và chia sẻ chóng mặt đó. Và tôi nói thật là tới ngày thứ ba là người ta ùn ùn kéo đến rồi, à, thầy không thể ở được lâu hơn ha. Do đó là thầy phải ở một nơi bí mật, đó, nơi bí mật. Cơm nước thì sẽ được cung cấp, à, cung cấp có thể là do các cái tổ chức thiện nguyện họ cung cấp, hoặc là có thể cái quỹ gì đấy, hoặc là thậm chí là cái kinh phí của nhà nước, à, người ta cung cấp cho thầy. À, cái thầy sống thì cũng không có bao nhiêu tiền, trời ơi, một tháng ăn ăn chưa hết 500.000 nữa chứ, đúng không? Bởi vì tháng thầy ăn chừng 10 cái gạo với lại là muối với lại rau dưa đồ gì đó thôi. À, 10 cái gạo nay nhiêu gạo, mà gạo gạo ngon thì 250.000, rau dưa rồi muối, muối thì 5.000, đó, nước tương thì một chai nước tương 10.000 nữa là, à, một chai nước tương cho 20.000 nữa thì muối, à, không thầy không ăn muối, thầy ăn nước tương thôi, chai nước tương 20.000 nữa, rau dưa gì tôi nói một tháng thầy ăn không hết là 500.000 đồng bạc. Do đó cái vấn đề mà chi phí cho thầy thì nó quá dễ rồi, à, kinh phí của nhà nước, à, thì người ta sẽ bỏ ra cho thầy. Có thể kinh phí bên cơ quan chức năng, à, bỏ ra cho thầy để thầy tu tập theo ý của thầy, à, hoặc là các cái tổ chức thiện nguyện người ta sẽ đóng góp cho thầy, hoặc là cách gì đó, nhưng mà thầy sẽ không khất thực ở trong các nhà dân nữa. Đó là cái điều mà tôi có thể là khẳng định, không khất thực trong nhà dân nữa nha bà con. À, đó thì theo tôi đoán là như thế. À, còn đó bây giờ thầy đó, bà con nhìn thấy đó, cũng vẫn bình thường ha. À, cũng vẫn là bình thường, vẫn đang còn khỏe khỏe mạnh ở trong một vùng rừng núi như vậy đó ha. Đó, và những cái phán đoán đều không đúng ha. Những phán đoán là đi vào rừng bạch mã đồ này kia kìa nọ, phán đoán đều không đúng. À, tìm thầy thì tìm chắc chắn là tìm không ra rồi ha, không thể nào tìm ra được hết. Bởi vì làm sao mà tìm ra, thầy thầy sống một cuộc sống bí mật, làm sao mà tìm ra ha. Đó.